một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào những ngày đầu năm dương lịch 2022, cuối tháng Chạp, giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Một kẻ gây án học luật, biết luật nhưng lại vi phạm luật pháp một cách hết sức kinh hoàng. Một câu chuyện khiến ai ai cũng bức xúc, phẫn nộ. Những hồi chuông dần đều vang lên cảnh báo chúng ta về sự suy đồi, xuống cấp đạo đức trong xã hội. Những giá trị tự nhiên, thiêng liêng là tình mẫu tử, tình cha con, tình thương yêu đồng loại giữa người với người, đáng nhẽ được tôn thờ thì nay đều bị xâm phạm. Sâu trong lương tri con người hẳn là đều bàng hoàng và đau lòng về vấn đề xuống cấp đạo đức. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Báo án. Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một đầu mối giao thông đường bộ quan trọng của tỉnh, có vai trò kết nối các đô thị trong hệ thống đô thị hành lang quốc lộ 51 của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, và còn là trung tâm kết nối vùng trung du Đông Nam Bộ, có thể tiếp cận với hệ thống cảng biển đang phát triển của cả Vũng Tàu và Phú Mỹ. Như vậy thì có thể thấy, thành phố Bà Rịa đóng vị trí quan trọng trong việc kết nối về không gian kinh tế giữa các trung tâm công nghiệp của tỉnh và thực hiện vai trò cung ứng các sản phẩm dịch vụ cho các khu công nghiệp, cung ứng vật tư, đồng thời là nơi tiêu thụ nông sản cho sản xuất nông nghiệp, cung ứng hàng hóa tiêu dùng cho các huyện lân cận. Thế nhưng, ở chính cái nơi yên bình, sầm uất và phát triển nhộn nhịp ấy, những ngày cuối năm Tân Sửu, đầu năm dương lịch 2022, dư luận cả nước ta đã phải rùng mình trước một tội ác thật khó có ngôn từ nào có thể diễn đạt được hết. Tất cả bắt nguồn từ một tin báo kinh hoàng. Vào khuya ngày 19 tháng 1 năm 2022, tức ngày 17 tháng Chạp năm Tân Sửu vừa mới qua rằm, Tống Thị Tùng Linh, sinh năm 2001, với khuôn mặt thất thần, bàng hoàng, hớt hải, chạy như là có ma đuổi qua nhà ông nội là ông Tống Vê Quy để thông báo một hung tin không ai có thể ngờ tới, đặc biệt là vào những ngày cuối năm giáp Tết Nguyên đán như thế này. Đó là khi Linh đang nằm ngủ dưới sàn nhà của bố mẹ đẻ tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, thì bỗng nhiên có một người nam thanh niên lạ mặt, Linh không rõ là ai và cũng chưa từng gặp trước đây, bằng một cách nào đó đã vào được trong nhà rồi tới kế bên vị trí Linh nằm, lấy tay nắm tóc, kéo đầu Linh dựng ngược lên rồi đập lấy một cú trời giáng xuống dưới sàn nhà. Bất giác tỉnh dậy rồi lại bất ngờ bị tấn công. Chưa kịp định thần hình dung mọi thứ thì người nam thanh niên đó đã bồi ngay vào tai Linh một thông điệp kinh hoàng rằng hắn ta đã xuống tay đưa bố Linh về nơi chín suối rồi, ân oán cũng đã trả xong, giờ thì hắn sẽ đốt nhà Linh. Quá kinh hãi khi căn nhà ấy bị bao trùm trong ngọn lửa tàn khốc thì cũng là lúc Linh chạy sang nhà ông nội để báo tin. Chẳng mấy chốc, những người thân trong gia đình, họ hàng và bà con làng xóm đã kịp có mặt tham gia cùng với lực lượng chức năng tiến hành dập đám cháy. Kịch bản nhiều sạn. Sau khi dập xong đám cháy, vào 9 giờ 10 phút sáng ngày 20 tháng 1 năm 2022, Công an thành phố Bà Rịa đã kết hợp cùng với lực lượng chức năng có thẩm quyền đã có mặt bắt tay vào cuộc điều tra vụ án hủy hoại tài sản, khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Điều đầu tiên, nguồn phát hỏa khả năng cao là do xăng, căn cứ dựa vào các dấu vết để lại là nhiều đồ vật bị cháy xém kèm theo mùi xăng, vị trí bị xáo trộn. Phần lớn đồ đạc ở phòng ngủ và khu vực bếp đã bị cháy đen và ám khói. Tuy nhiên, tại hiện trường lại không cho thấy được các dấu hiệu, dấu vết của việc căn nhà bị đột nhập từ phía bên ngoài vào. Bên cạnh đó, ngoài những thứ còn sót lại sau vụ hỏa hoạn toàn là những muội khói và than đen, thì thứ đáng nghi nhất là một túi ni lông chứa các tinh thể màu trắng trong thùng rác ở ngay trước nhà. Ngay sau khi thu giữ được mẫu vật, cơ quan công an đã gửi đi giám định để xác định chính xác đây là gì. Qua những lời trình báo của Tống Thị Tùng Linh và tại căn nhà đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa, Linh thuật lại y như những gì đã kể với ông nội và họ hàng. Tuy nhiên, có thêm tình tiết khác là Linh thậm chí còn bị ngất đi trước khi kịp chạy sang nhà ông để kêu cứu nhờ dập lửa. Cụ thể về chi tiết này, Linh khai rằng sau khi ngất đi và tỉnh dậy, thấy trong nhà lúc này nồng nặng mùi xăng, hơi nóng bốc lên, đồng thời thấy phía sau nhà bị cháy một cách dữ dội thì liền chạy sang nhà ông nội kêu cứu. Tuy nhiên, phần đầu của Linh thì lại không cho thấy được có dấu vết như là bị va đập mạnh dẫn đến bất tỉnh. Ngoài ra, theo những gì mà cô gái khai và qua hiện trường, lại không có một ai tìm thấy bố đẻ của Linh, tức
là ông Tống Hồng Điệp, sinh năm 1968 ở đâu cả. Mặc dù là theo lời khai báo của Linh, đối tượng lạ mặt trước khi phóng hỏa đã thông báo với Linh rằng hắn ta đã ra tay với ông Điệp xong xuôi. Sau các công tác khám nghiệm bước đầu, Linh tiếp tục được tiếp cận làm việc. Ở những lần này, khi chính thức đặt ra câu hỏi về hành tung của ông Điệp, thứ chưa từng được đặt ra trước đó, thì Linh lúc này lại tỉnh bơ và khai rằng bố mình dặn lại là ông đi ra Hà Nội để chơi với bạn, đi một tháng, qua Tết mới về. Đặc biệt là sau khi bố Linh đi ra khỏi cửa nhà, ông này đã tắt điện thoại ngay và dặn Linh đừng có liên lạc. Đó là lời dặn của ông Điệp thông qua lời khai báo của Linh. Trong đó ông Điệp không có nói gì đến cách thức liên lạc. Và theo đó thì phương án đầu tiên là cố gắng liên hệ với ông Điệp qua số điện thoại của ông do người thân cung cấp, nhưng không thành. Tất cả các cuộc gọi, nỗ lực liên hệ đều là không liên lạc được. Giữa lúc lời khai của Tống Thị Tùng Linh thay đổi một cách liên tục, thi thoảng lại có thêm tình tiết mới hoặc khác so với trước. Chẳng hạn như là việc có một chiếc xe 7 chỗ màu đen vừa chạy tới là ông Điệp leo lên xe luôn. Mọi thứ đã khiến cho công tác điều tra và truy tìm tung tích ông Điệp càng lúc càng rối như cành hẹ. Cộng thêm với việc là Linh có nhiều biểu hiện không bình thường trong quá trình khai báo, như là có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, đờ đẫn, thẫn thờ như người mất hồn, đôi mắt nhìn xa xăm, còn lời nói thì bất nhất, đã khiến cho các điều tra viên nghi vấn, đặt ra nhiều dấu hỏi xoay quanh lời trình báo của Linh. Song song với đó, công tác thu thập thông tin, chứng cứ cũng được liên tục đẩy mạnh để rà soát và xác minh là ông Điệp còn sống hay không và rời khỏi nhà vào khi nào hay không. Dữ liệu tại tất cả các camera an ninh của người dân xung quanh địa bàn được tiến hành thu thập. Và thông qua đối chiếu, nhiều giây phút căng mình trước hàng loạt các dữ liệu hình ảnh, kết hợp với đó là thông tin từ việc thu thập lời khai của nhân dân sống quanh khu vực hiện trường, cũng như những người có quen biết, thân thích và gia đình, thì cơ quan điều tra đi đến ngõ cụt rằng có quá nhiều mâu thuẫn trong lời khai của Tống Thị Tùng Linh, đặc biệt là lời khai về tung tích của ông Điệp lẫn hành tung của kẻ nam thanh niên lạ mặt kia. Bên cạnh đó thì về phía người nhà, người thân trong gia đình cho biết ông Điệp lại là người chưa từng bao giờ đi xa. Hơn hết là do tính chất công việc thường ngày, thế nên chuyện ông Điệp tắt điện thoại, dặn đừng liên lạc với ông tới cả tháng trời như vậy là một điều rất bất bình thường. Khai thác. Từ những nghi vấn hết sức quan trọng, vào khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 1, cơ quan điều tra một mặt vẫn tiếp tục làm việc với Linh, một mặt thì quay trở lại hiện trường khám nghiệm một cách kỹ càng thêm một lần nữa. Và lần này, một bí mật kinh hoàng đã hé lộ. Đó là việc khu vực ở phía sau nhà phát hiện ra một mô gạch bên ngoài được đắp xi măng có nhiều dấu vết mới. Khi hỏi người nhà và hàng xóm xung quanh thì lại không có một ai nhớ rằng trong nhà ông Điệp trước đây từng tồn tại thứ như thế này. Tiến hành đập ra, kể cả những điều tra viên có dày dặn kinh nghiệm nhất có mặt cũng không tránh khỏi sự bàng hoàng ám ảnh. Bởi sau lớp gạch kia là ông Điệp xấu xố trong tình trạng đã qua đời, tư thế co quắp, quanh cơ thể được quấn bọc lại, đồng thời hai tay chân đều bị trói chặt bằng dây cà vạt và băng keo. Không những thế, tại nơi phát hiện ra ông Điệp, các điều tra viên còn thu giữ được ba chai nhựa dạng chai La Vi, bên trong có chứa chất lỏng và phát ra mùi lạ. Ngay lập tức, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với công an thành phố Bà Rịa và các lực lượng nghiệp vụ đến hiện trường điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Theo thông tin từ phía người nhà ông Điệp cung cấp và từ những thông tin thu thập được, cho thấy vào những ngày trước đó, ông Điệp vẫn sinh hoạt một cách bình thường, không có mâu thuẫn gì với ai khác ở phía bên ngoài. Điều khó hiểu ở đây là kể từ khi phát hiện ra vụ cháy, cũng là lúc trùng với thời điểm bắt đầu sự bập vô ân tín của ông Điệp. Như vậy là cần phải đặt ra câu hỏi rằng ai đã là người ra tay và thậm chí là xây đắp phi tang ngay trong khuôn viên nhà, trong khi căn nhà đó lại không hề có dấu hiệu bị đột nhập. Gã thanh niên bí ẩn mà Tống Thị Tùng Linh trình báo là ai? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra cho các điều tra viên. Khi tiến hành sâu chuỗi các manh mối, dữ liệu thu thập được tại hiện trường, thì lực lượng chức năng xác định câu chuyện về gã thanh niên tấn công Tống Thị Tùng Linh và đốt nhà là chuyện hư cấu. Trong khi đó thì kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Điệp tử vong do trúng chất kịch độc là cyanua. Tuy nhiên thì để tránh rút dây động rừng, đến thời điểm này, mọi thông tin liên quan đến nguyên nhân của sự ra đi của ông Điệp đều được giấu kín. Từ những bằng chứng và dấu vết mới thu thập, mũi nhọn tình nghi được chĩa vào Tống Thị Tùng Linh. Qua những giờ phút đấu trí, khai thác hết sức căng thẳng cùng với nhiều bằng chứng rõ rệt, thì cho đến khuya ngày 20 tháng 1 năm 2022, Linh đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội ác đến tột cùng của mình. Đó là việc Linh đã ra tay kết liễu ông Điệp, cũng chính là bố đẻ của mình.
Còn về động cơ gây án, bước đầu Linh khai là bởi vì thường xuyên bị ông Điệp rượu chè say sưa rồi đánh đập chửi mắng, đối xử không tốt với cả Linh và mẹ Linh, khiến cho mẹ Linh đã phải bỏ nhà đi sang nhà người thân tá túc, còn Linh thì ở lại nhà cho đến khi hành động độc ác như vậy. Còn chuyện căn nhà bị cháy thì là do Linh tự tay đốt nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tuy nhiên, Linh không hiểu được rằng lời khai của Linh không phải là thứ duy nhất giúp giải mã vụ án, kể cả khi Linh có là kẻ gây án đi chăng nữa. Bóc trần. Đi sâu vào nhân thân của Tống Thị Tùng Linh, ông Điệp, mối quan hệ giữa ông Điệp và các thành viên trong gia đình và tung tích của mẹ đẻ Linh, cơ quan điều tra đã nắm trong tay hàng loạt các thông tin, chứng cứ và sự thật kinh hoàng đến lạnh gáy. Về Tống Thị Tùng Linh, cô gái 21 tuổi này hiện đang là sinh viên năm thứ 3 ngành luật tại một trường đại học đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc sống thường ngày, Linh vốn là một người hướng nội, ít nói, ăn nói nhỏ nhẹ, được nhiều người đánh giá là hiền lành. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ai cũng lo sợ cho tính mạng của Linh. Thấy Linh còn sống, tất cả mọi người đều vui mừng. Thậm chí là vào đêm hôm đó, bà nội Linh còn dẫn Linh vào phòng mình ngủ cùng với bà để tiệm bề chăm sóc, an ủi, vỗ về đứa cháu. Theo những người hàng xóm xung quanh, nhiều tháng trước khi xảy ra vụ việc thì Linh đã có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Liên hệ với mẹ đẻ Linh, tức bà D, thông tin mà các điều tra viên nhận về thì hoàn toàn trái ngược so với lời khai nhận tội của Linh. Bà D cho biết bà với ông Điệp có với nhau hai người con gái, trong đó Linh là con út, trên Linh còn có một người chị gái nữa, hiện đã lập gia đình và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong khoảng thời gian này, do dịch bệnh diễn biến có nhiều sự phức tạp nên Linh được phía nhà trường cho học online, thế nên đã tạm rời trường, trở về nhà ở cùng với gia đình. Còn gần đây thì bà D đúng là có vắng nhà. Thế nhưng bà vắng nhà không phải là bởi vì chán ghét, không chịu đựng nổi ông Điệp đến mức phải dọn đi, mà chỉ là bà D lên thành phố Hồ Chí Minh chăm con gái cả mới đẻ song sinh. Theo kế hoạch, còn khoảng vài ngày nữa thôi là bà sẽ quay lại về thành phố Bà Rịa. Nào ngờ lại xảy ra câu chuyện kinh hoàng đến vậy. Về mối quan hệ trong gia đình, đặc biệt là giữa ông Điệp và Linh, thì bà D cho hay Linh bề ngoài hiền lành là thế, nhưng ở bên trong lại là một đứa con vô cùng ngang bướng, nói không nghe cũng chẳng chịu hiểu lòng cha mẹ. Ông Điệp thì lại là một người nóng tính, nhưng cũng chỉ vì thương con, lo lắng vui vén cho con mà ông la rầy. Dạo trước cũng có lần Linh đã gọi điện cho bà D kể rằng ông Điệp ở nhà mắng này mắng kia, nhưng bà D đã nhẹ nhàng khuyên giải rồi phân tích cho Linh hiểu đó là bất hiếu. Trước đây trong quá khứ đã có nhiều lần Linh quanh co dối trá, bịa đặt ra đủ thứ chuyện. Ví dụ như là việc vào năm lớp 7, Linh đã từng trộm lấy tiền của ông Điệp đi mua quần áo thể dục, sau đó thì lại tự ý lấy tiền của bà D để đi sửa quần áo. Đến khi bố mẹ phát hiện ra sự việc, Linh không những không nhận tội mà lại quanh co, đổ thừa linh tinh hết cả. Mãi rồi mới khóc lóc rồi viện lý do cho hành động trộm tiền của mình. Riêng về chuyện ông Điệp có đánh đập ngược đãi Linh trong khoảng thời gian bà D vắng nhà hay không thì chính bà D là người khẳng định rằng tuyệt đối không có xảy ra chuyện như vậy. Cuối cùng, trước những chứng cứ không thể chối cãi cùng với lập luận vô cùng sắc bén của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất, Tống Thị Tùng Linh đã phải cúi đầu thừa nhận, khai báo một cách thành thật về hành vi phạm tội của mình gây ra. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Tống Thị Tùng Linh theo quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự hiện hành. Đồng thời, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê chuẩn. Ngoan, nghiệp. Theo lời khai của Linh được phía cơ quan điều tra cung cấp, vào thời gian trước, từ khi do dịch dẫn đến việc Linh phải chuyển về ở nhà cùng với cha mẹ, thì Linh có bị áp lực về mặt tinh thần. Gần đây, giữa ông Điệp và Linh thường xuyên phát sinh ra mâu thuẫn và mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng. Trong đó thì theo ông Hồng, em ruột của ông Điệp cho biết, nhiều chuyện khác thì ông Hồng không rõ, nhưng có biết chuyện khi Linh ở nhà sống với ông Điệp. Và bởi vì tính chất công việc, nhà hay dơ, bẩn do nhỏ nước bẩn, nên ông Điệp thường bảo Linh lau nhà. Cũng từ những chuyện lặt vặt như vậy, hai cha con Linh, Điệp mới căn nhằn nhau mà căng thẳng ngày càng leo thang. Bên cạnh đó thì do mẹ không có nhà, không ai căn ngăn nên Linh và cha đã không nói chuyện, không nhìn mặt nhau nữa. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Linh đã nảy sinh ra ý định ra tay với chính bố đẻ của mình nhằm giải tỏa cái cơn bức xúc kìm nén kéo dài. Nhưng Linh không biết rằng để gắng gượng cho kinh tế gia đình, ông Điệp
một ngày phải làm tới 3-4 ca, chạy tới lui đủ nơi để có được đồng lương mang về. Nghĩ là làm, Linh mới vạch ra kế hoạch sẽ đầu độc ông Điệp qua đường nước uống. Bởi vì ông có thói quen hễ cứ đi làm về là lại lấy nước trắng để sẵn trong tủ lạnh để uống. Tiếp tục, Linh sau đó lên mạng tìm hiểu, nghiên cứu về cyanua và quyết định đi thành phố Hồ Chí Minh. Đúng như kế hoạch, vào ngày 18 tháng 1 năm 2022, Linh đã bắt xe khách đến chợ Kim Biên tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây vốn là một khu chợ đầu mối nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy rằng không có quy mô lớn như chợ Bình Tây, chợ Bến Thành, nhưng chợ Kim Biên lại bán rất nhiều các mặt hàng, từ các mặt hàng linh kiện, phụ kiện, hóa chất được bày bán với giá buôn giá sỉ. Đến chợ Kim Biên vào lúc 12 giờ trưa, Linh tìm mua cho mình được 1 kg cyanua với giá 500.000 đồng từ một người đàn bà không rõ danh tính, rồi quay trở về nhà ngay trong ngày. Tới khoảng 18 đến 20 giờ cùng ngày, Linh pha độc vào 3 chai nước mà ông Điệp hay uống, rồi để vào trong tủ lạnh. Một lúc sau, đúng như thói quen của mình, ông Điệp mở tủ lạnh ra rồi lấy ra một chai uống hết. Nào ngờ, khi vừa mới cạn chai nước, ông Điệp thấy trong người khó chịu, có nhiều cảm giác lạ thì liền chạy vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại rồi ở bên trong đó nôn ói. Tới khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, ở phía bên ngoài quan sát, khi không còn thấy động tĩnh gì nữa từ phía ông Điệp phát ra, Linh mới lẳng lặng leo lên giường để đi ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, tức ngày 19 tháng 1, Linh đi mua cơ sắt về, phá cửa nhà vệ sinh, lôi ông Điệp ra ngoài và bắt đầu quá trình phi tang. Linh kéo ông đặt sát bức tường phía sau nhà, bình tĩnh ngồi trộn vữa, lấy từng viên gạch bao quanh, rồi dùng tấm bạt phủ lên, cuối cùng là đổ xi măng lấp lại, rồi lại tiếp tục xây gạch bịt kín. Về hung khí thì Linh đem 3 chai nước đã pha trước đó đổ hết vào bồn rửa tay, phi tang xuống vị trí lấp ông Điệp. Còn bọc ni lông chứa chất mua ở chợ Kim Biên thì đem gói lại rồi vứt vào thùng rác để phía trước nhà. Cuối cùng đến tối ngày 19 tháng 1, Linh mới rưới xăng, tự tay phóng hỏa. Đợi ngọn lửa bùng lên thì lao sang nhà ông nội kêu cứu, cho đến khi bị bốc trần, lộ sáng và bắt giữ. Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Về phần ông Điệp, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, ông đã được cơ quan chức năng bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự. Chiều ngày 21 tháng 1 năm 2022, không khí tang thương bao trùm khắp con đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Bà Rịa, khi ai nấy đều bàng hoàng trước tội ác của Tống Thị Tùng Linh. Bên cạnh căn nhà cấp 4 đổ nát, sập sệ do vụ hỏa hoạn gây ra, đám tang của ông Điệp được tổ chức bên phía nhà ông nội Tống Vê Quy, tức bố đẻ của ông Điệp. Ngồi trước linh cữu của chồng, bà Đề ngấn lệ, không nói nên lời và hãy còn bàng hoàng về sự thật mà Linh gây ra. Cũng có mặt trong đám tang, nhiều người là bạn bè, người thân, hàng xóm láng giềng cũng đều không cầm được nước mắt. Ai nấy cũng đều bàng hoàng xót xa trước sự ra đi của ông Điệp. Họ lại càng đau lòng hơn khi mà cô con gái út của ông, với vẻ ngoài hiền lành, ít nói, thì lại chính là kẻ máu lạnh, nhẫn tâm đến như vậy. Đứng nép mình ở một góc trước linh cữu của người con trai, bà Luật 82 tuổi nghẹn ngào khi người tóc bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh. Bà cho biết ông Điệp là người con trai thứ của bà, vốn là người hiền lành, biết thương yêu, lo lắng cho bố mẹ và gia đình họ hàng. Ngày 23 tháng 1 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật của Linh. Hiện tại, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm đưa ra xét xử. Trong đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ động cơ gây án, diễn biến hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả đã gây ra đối với tính mạng của nạn nhân và thiệt hại đến tài sản của gia đình để làm cơ sở xem xét trách nhiệm pháp lý của Linh theo quy định của pháp luật. Bản án nào? Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, cyanua là chất kịch độc có khả năng tước đoạt mạng sống của người uống phải. Và việc Linh đầu độc ông Điệp bằng cyanua là hành vi thể hiện sự ác độc, đủ yếu tố cấu thành tội danh theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Với tình tiết định khung là ra tay với ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình, Linh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm D khoản 1 điều 123. Ngoài ra thì với việc thực hiện hành vi bằng cách bỏ chất độc vào chai nước, Linh còn có thể phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
là dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội theo khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự. Trao đổi về vụ việc, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đánh giá hành vi của nghi phạm trong vụ án là rất tàn nhẫn, mất hết tính người, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Trong đó, hành vi của Linh xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, đó là tính mạng của con người và quyền sở hữu tài sản. Với hành vi như vậy, Linh có thể sẽ phải đối diện với hai tội danh. Thứ nhất, theo quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự, với khung phạt là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tội thứ hai là hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự, với hình phạt có thể lên đến 20 năm tù giam. Như vậy là hình phạt chung có thể sẽ là tù chung thân hoặc tử hình. Tạm khép lại, có thể nói, dù với bất cứ nguyên nhân là gì, cho dù mâu thuẫn trong gia đình có đến đâu, thì hành vi của Linh đối với ông Điệp là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội. Theo văn hóa phương Đông, đạo lý của người Việt ta thì hiếu thuận với cha mẹ là tiêu chí đánh giá đạo đức của một con người. Hay theo triết lý của nhà Phật, tội lỗi lớn nhất của đời người chính là bất hiếu. Người bất hiếu thì không điều ác gì là không dám làm. Bởi vậy, hành vi đối xử tàn nhẫn với cha mẹ đã bị xã hội lên án, thì việc như Linh làm gây ra đó là nghịch tử và không có gì có thể biện mình được nữa. Thế nhưng, dù hình phạt có như thế nào, thì có lẽ Tống Thị Tùng Linh sẽ rất ân hận suốt cuộc đời cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay này về hành vi của mình. Chỉ vì cái tính ích kỷ, động cơ đê hèn mà sẵn sàng ra tay với cả người sinh thành, dưỡng dục mình. Bản án của pháp luật có thể sẽ chấp hành xong, nhưng bản án của lương tâm sẽ đeo đẳng theo Linh, thật khó mà có thể gột rửa đi được. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an Nhân dân Online, Thanh Niên, Lao Động, VN Express, Vietnamnet, Zing News cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên phạm vi rất rộng với số nạn nhân lên tới hàng chục người. Một kẻ gây án tung hoành, gieo rắc ám ảnh trong hơn chục năm trời, được coi là một trong những kẻ đầu tiên sử dụng phương thức phạm tội âm thầm cực kỳ nguy hiểm. Một chuyên án liên tỉnh với sự tham gia của nhiều tỉnh thành phía Nam. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Hiện tượng kỳ lạ. Những năm tháng thập niên 90 của thế kỷ 20 là thời kỳ đất nước ta bước ra khỏi khủng hoảng, kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, với sự mở đầu là giai đoạn 1986-1990 đánh dấu công cuộc đổi mới, để rồi bắt đầu từ năm 2000 tới nay là thời kỳ mới của kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giàu mạnh và tươi đẹp lên từng ngày. Ở góc nào đó, vẫn luôn ẩn chứa, tiềm tàng cũng như hiện hữu những tội phạm, những kẻ gây án đi ngược lại sự văn minh phát triển, những kẻ lười lao động, chỉ muốn hưởng thụ, những con ác quỷ đội lốt người, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để thỏa mãn những dục vọng, ham muốn tầm thường của bản thân. Quay trở lại những năm đầu thập niên 90, trên địa bàn các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Nam liên tiếp xảy ra những vụ án từ nhỏ tới lớn, hay là các vụ trọng án không rõ nguyên nhân, không hung khí. Điểm chung giữa những vụ án này chính là các nạn nhân đều bị cướp tài sản sau khi mê man, không tỉnh táo hoặc mất khả năng phản kháng rồi tự nguyện giao nộp tài sản cho đối tượng. Về phần nạn nhân, nếu như may mắn thoát được tử nạn thì cũng có nhiều dấu hiệu bất thường, để lại hậu quả không thể lường trước hoặc là quá trình điều trị vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp lại lựa chọn sự im lặng, không chính báo mà chỉ nói rằng mình bị thôi miên hoặc bị bỏ bùa. Kém may mắn hơn hoặc bị kẻ gây án rắp tâm thực hiện tội phạm cho đến cùng, không mất đi mạng sống thì cũng ra đi khi đang được đưa tới bệnh viện hoặc là trong quá trình cấp cứu. Cứ thế, hàng loạt các vụ án rải rác ở khắp nơi, với số người bị hại lên tới con số hàng trăm, dần trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân. Ác mộng là thế,
Nhưng những đối tượng gây án này lại rất tinh vi, thường xuyên di chuyển nên phải mất tới rất nhiều thời gian bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi. Lực lượng công an các tỉnh và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an mới lần lượt vén lên bức màn bí mật của những sự ra đi tức tưởi, những vụ cướp tài sản giá trị lớn với phương thức gây án bằng cách gây mê hoặc là với thủ thuật khác rất khó đoán định và đầy tàn nhẫn của những phù thủy gây mê. Một trong những tên tội phạm cộm cán kinh hoàng nhất là Lê Thanh Vân, hiện thân của tử thần mà Độc Thám TV đã từng đăng tải trong các số cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2020. Thế nhưng đi sâu và tìm hiểu, Lê Thanh Vân chỉ là kẻ đi sau. Trước đó ít ai có thể ngờ được rằng kẻ có thể được nói gần như là tên tội phạm đầu tiên của loại hình phạm tội này lại là một người phụ nữ với vẻ ngoài hiền lành, quê mùa. Nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài đó lại là một con người đầy thủ đoạn, mưu mô đến lạnh người, tàn nhẫn. Lưới trời lồng lộng, tuy thừa mà khó thoát, thì đã vĩnh viễn không bao giờ còn có thể phạm tội được nữa. Chương Trọng. Vào một ngày đầu tháng 1 năm 1996, trong lúc đang hương khói cho người chồng mới qua đời, thì ở cửa nhà bà Trần Thị Kim Dung, trú tại xã Tam Bình, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có một người ghé thăm. Đó là một người phụ nữ lạ mà bà Dung không hề quen biết, thậm chí là chưa từng một lần gặp mặt. Thế nhưng tuy là người lạ, bà Dung lại nghĩ chắc đây là người bà con, họ hàng xa thế nào với gia đình mình, nên là vẫn mời người này vào bên trong nhà tiếp đón. Qua quá trình nói chuyện, người phụ nữ này tự giới thiệu mình là vợ của tỉnh trưởng tỉnh Phước Tuy. Tỉnh Phước Tuy ở đây là một tỉnh cũ, được thành lập vào năm 1956 từ tỉnh Bà Rịa và tỉnh Vũng Tàu. Tỉnh lỵ tại làng Phước Lễ, tổng An Phú Hạ, quận Châu Thành, bao gồm 6 quận, 8 tổng và 39 xã. Kể từ năm 1975, tỉnh Phước Tuy cùng với tỉnh Biên Hòa, Long Khánh và một phần đất của tỉnh Bình Tuy sáp nhập lại thành lập tỉnh Đồng Nai. Trải qua thời gian và những lần điều chỉnh địa giới hành chính, kể từ năm 1991, toàn bộ tỉnh Phước Tuy ngày nay thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quay trở lại với bà Dung, sau một hồi làm quen, nói chuyện, người phụ nữ lạ mặt mới bày tỏ và cho biết mục đích thật sự của người này là đang đi tìm hiểu để mua đất, mua nhà. Mục đích thì rõ ràng là như vậy, tuy nhiên mà vẫn mãi chưa tìm được. Này có duyên gặp bà Dung thì coi như là trời giúp. Người phụ nữ lạ mặt liền nhanh nhảu ngỏ ý nhờ bà Dung giới thiệu, nếu như ai chỉ dùm cho chỗ bán nhà hợp lý thì sẽ hậu tạ một cách hậu hĩnh lên tới những một chỉ vàng. Vừa hay, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà câu chuyện này đến vào đúng cái lúc bà Dung cũng đang có ý định bán nhà, giờ lại thấy có người hỏi mua, thế nên bà cũng mau chóng mở lời. Nói qua nói lại, cần lên đặt xuống, giới thiệu nhiệt tình mãi, nhưng tưởng người phụ nữ kia sẽ xem xét lấy lời đề nghị này. Thế nhưng người đàn bà ấy lại lấy đủ lý do để từ chối mua căn nhà của bà Dung. Thấy người phụ nữ lạ vẫn kiên quyết như vậy, bà Dung cũng không đề nghị gì thêm. Thế nhưng mặc dù không có ý định mua nhà của bà Dung, nhưng người phụ nữ này lại không hề có ý định rời đi, dù rằng chẳng có bất kỳ lý do gì ở lại. Vòng vo mãi, cuối cùng con người ấy mới thổ lộ rằng muốn để tâm sự về chuyện nhà cửa, thậm chí là còn xin ở lại qua đêm. Với chiếc lưỡi không xương chằn đường đắt léo, dần ra bà Kim Dung bị thuyết phục, trở thành người bạn thân thiết với người lạ và lúc nào không hay. Sẽ chẳng có gì đáng nói đến thêm nữa nếu như đêm ngày hôm ấy không xảy ra điều kỳ quặc. Đêm ấy, vì nhà có mỗi hai người, bà Kim Dung và cô cháu ngoại mới lên bảy, nên người đàn bà lạ mặt kia được sắp xếp ngủ chung với cháu gái bà Dung. Lên giường, gói ghém chăn màn, tắt điện đi ngủ hết rồi mà bà ta vẫn cứ nằm chằn chọc mãi, rồi vục dậy, thốt lên khó ngủ, thì ra là quên chưa uống nước sâm. Nói là làm, đã quá nửa đêm, người này mới lục đục mò dậy đi pha nước sâm để uống. Thấy người bạn mới quen của mình thức giấc, bà Kim Dung cũng chẳng ngủ được. Đúng là người đâu mà chu đáo tốt lành đến thế, không những pha cho mình mà còn mang sẵn thêm một ly lớn nữa mời bà Dung uống. Toàn định cho lên miệng uống, nhìn kỹ lại thấy ly nước có màu lạ, vừa mới cất lời thắc mắc thì bà Kim Dung bị người đàn bà kia lấp liếm ngay. Có cái màu ấy là bởi quá tay pha thêm nhiều đường vào quá ấy mà. Nghe như vậy cũng chẳng hỏi gì thêm, bà Dung uống cạn rồi lên giường nằm lại, chìm vào giấc ngủ, rồi dần rơi vào cơn mê man không lối thoát. Đến sáng ngày hôm sau,
thấy bà ngoại nằm ngủ mãi mà không dậy, khác lạ so với ngày thường. Cô cháu gái mon men vào gọi, nhưng bà Kim Dung chẳng trả lời. Lại gọi mãi không được, dần ra em bị rơi vào trạng thái hoảng sợ, la hét lên cầu cứu. Nghe thấy tiếng hét, bà con lối xóm mới đổ đến xem sao. Vào bên trong giường, thấy bà Dung nằm im bất động, tưởng bà bị đầu trúng gió. Những người hàng xóm mới tức tốc phân chia nhau ra để cạo gió cho bà. Thế nhưng cạo thế nào, lại gọi ra sao đi chăng nữa, thì bà Dung vẫn không hề có bất cứ một phản ứng nào. Quá hãi hùng, mọi người mới hốt hoảng đưa bà Dung đến bệnh viện cấp cứu. Trong lúc rối rạch, cũng có người biết là hôm qua nhà bà Dung có vị khách lạ đến chơi rồi ngủ lại. Thế nhưng đến khi hòm hòm công chuyện, lại không có bất cứ một ai thấy hình bóng người phụ nữ kia đâu. Như thể là bốc hơi vậy, mất tích không dấu vết. Lục sáng. Sự việc bà Kim Dung gặp nạn xảy ra chưa được bao lâu thì tiếp tục lại xảy ra một trường hợp tương tự như bà Dung. Nhưng điều đáng nói hơn cả là địa điểm xảy ra sự việc lại cách nhà bà Kim Dung tới hàng trăm cây số. Như thể là đang có một căn bệnh bí ẩn nào đó. Đó cũng vào một ngày của tháng 1 năm 1996, cụ thể là ngày 20 tháng 1. Bà Nguyễn Thị Sĩ, khi này đang sống một mình tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, cũng đã có một cuộc tiếp đón y hệt như bà Dung với một người phụ nữ lạ mặt đến nhà lần là hỏi chuyện. Nhưng khác là ở chỗ, người này hôm nay không đến đây với thân phận là vợ của tỉnh trưởng tỉnh Phúc Tuy nữa, cũng không hỏi han về đất cát nhà cửa, mà thay vào đó là hỏi mua ghe với giá 6 cây vàng. Mặc dù là đi hỏi mua ghe với giá trị lớn, nhưng người này lại không mang theo tiền trong người. Ngã giá xong xuôi, người đàn bà lạ mặt xin bà Sĩ được ở lại. Và vì số tiền quá lớn nên một vài ngày nữa sẽ có người thân trong gia đình mang tiền đến giao dịch. Hồ hởi, chẳng mảy may lấy một chút nghi ngờ, bà Sĩ mới nhanh chóng gật đầu đồng ý. Đêm đầu tiên không có chuyện kỳ quặc gì xảy ra, đêm thứ hai cũng vậy. Thế nhưng đến đêm thứ ba, tức đêm ngày 22 tháng 1, người này cũng giống y hệt như cái đêm ngủ lại ở nhà bà Kim Dung. Đang nằm thì quay ra trằn trọc mất ngủ, rồi lại vục dậy phản nước sầm uống, và cũng không quên mời bà Sĩ một ly. Vừa dứt hơi uống cạn cốc nước, bà Sĩ nhanh chóng liệm dần, chìm vào cơn mê man bất tỉnh. Ngay ngày hôm sau, có người đến nhà thì chẳng thấy một bóng người. Tìm kiếm một hồi lại thấy bà Sĩ đang nằm trên giường ngủ, nhưng lại gọi thế nào cũng không dậy, đành báo cho gia đình bà biết. Đến khi tỉnh lại, bà Sĩ mới thuật lại đầu đuôi câu chuyện, thì đó cũng là lúc người đàn bà lạ mặt kia đã biến mất từ bao giờ, không có lấy một dấu vết. Bà cùng với gia đình xem xét lại nhà cửa thì mới tá hỏa phát hiện hàng loạt tài sản có giá trị đã không cánh mà bay, bao gồm một đôi bông tai, một chiếc nhẫn vàng, 300.000 đồng và 6 chai dầu gió ngoại hãy còn để nguyên hộp. Ngay lập tức, gia đình bà Sĩ làm đơn trình báo vụ việc. Chuyên án liên tỉnh. Ngay khi nhận được tin báo, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, công an tỉnh Ninh Thuận đã lập tức vào cuộc, tiến hành cho người bị hại nhận dạng, xác minh và điều tra làm rõ. Ngoài ra, hàng loạt các tin án khác cũng được báo về. Cơ quan điều tra đi đến nhận định, rất có thể trước khi ra tay với bà Sĩ và nhiều vụ việc khác có dấu hiệu tương tự, đối tượng phải là kẻ đã từng phạm tội như vậy rất nhiều lần. Thậm chí cũng rất có thể trước đây đã từng có tiền án tiền sự. Sau khi khoanh vùng đối tượng và loại dần khỏi vòng nghi vấn, cuối cùng nổi lên kẻ tình nghi gây án số 1 là người phụ nữ mang tên Trần Thị Chắc, là một đối tượng tù tha, từng thi hành bản án 36 tháng tù giam về hành vi dùng thuốc ngủ để đầu độc cướp tài sản của công dân. Tuy nhiên ở thời điểm này, Chắc như thể đã bốc hơi khỏi trái đất, không một đầu ả gây án có để lại manh mối hay dấu vết của ả. Ngay lập tức, Chắc được đưa vào diện truy nã. Còn về phần mình, trong khi mà cơ quan chức năng vẫn đang ráo riết lùng sục truy tìm, Chắc đã liên tiếp gây án ở nhiều địa phương khác nhau với cùng một thủ đoạn tương tự. Sau khi tiến hành tổng hợp, thống kê và ra soát lại, ngay đến cả các cán bộ chiến sĩ công an, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải giật mình, bất ngờ vì gần như là tất cả những vụ án tại khắp các tỉnh thành phía Nam và nhiều năm trước đây cũng có chung một phương thức, thủ đoạn giống nhau, và cũng do một người đàn bà đơn độc có cùng nhận dạng giả đi mua đất, mua nhà rồi gây án, gieo rắc cả một cơn ác mộng triền miên khắp mọi ngóc ngách.
Ví dụ như theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho thấy, vào những năm 1991 đến năm 1993, trên địa bàn tỉnh có xảy ra 4 vụ cướp tài sản bằng phương thức chuốc thuốc mê. Hay báo cáo của Công an tỉnh Tiền Giang cũng xác định, năm 1989 đến hết tháng 3 năm 1996 xảy ra tổng cộng 7 vụ tương tự. Tại tỉnh Đồng Nai xảy ra tới cả chục vụ. Hay là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ròng rã trong 8 năm trời cũng xảy ra 5 vụ làm một người mất mạng. Cuối cùng, sau rất nhiều công sức, Cục Cảnh sát Hình sự phía Nam cũng đã có đủ cơ sở và bằng chứng cho thấy kẻ gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng này không ai khác chính là Trần Thị Chắc. Tổng hợp lại, tính đến thời điểm này, với thủ đoạn đầy tàn nhẫn và hành tung bất định của mình, ngoài những người không may xấu số, Chắc đã làm cho hàng chục người bất tỉnh và gây án trên một phạm vi rất rộng liên quan đến nhiều tỉnh thành. Với nhận định rằng đây là một vụ án vô cùng nghiêm trọng và hết sức phức tạp, nếu như công an các địa phương mà mạnh ai tự đánh án đó thì sẽ rất lẻ tẻ và rất khó để khiến cho hung thủ xa lưới, đồng thời kéo dài thời gian kẻ gây án lại tiếp tục phạm tội. Và biết đâu nếu như rút dây động rừng, nghi phạm có thể sẽ chẳng ngần ngại mà trốn biệt tăm biệt tích, thậm chí vượt biên hay là thay đổi nhân dạng. Chính vì vậy, vào ngày 3 tháng 4 năm 1996, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã quyết định xác lập chuyên án liên tỉnh truy bắt đối tượng Trần Thị Chắc. Xa, lớn. Ròng rã gần nửa năm trời nằm gai nếm mật, trinh sát, điều tra khắp mọi nẻo, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Cuối cùng, cơ quan công an đã phát hiện ra được nơi Chắc đang ở là một căn trọ. Tuy nhiên, các anh chưa lập tức hành động mà cần phải cân nhắc hết sức tỉ mỉ, lựa chọn được thời điểm tung lưới thích hợp, tránh đối tượng hoảng loạn chống trả hoặc là tìm mọi cách thoát thân, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu an toàn cho nhân dân cũng như là đội ngũ truy bắt. Chiều ngày 24 tháng 9 năm 1996, nhân một vụ Chắc ẩu đả với chủ cho thuê nhà bị công an phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh mời đến giải quyết. Tại đây, dù đang đối diện với các cán bộ chiến sĩ, song Chắc đã tỏ rõ vẻ côn đồ, ly lợm của mình, một mực chối và nhất quyết không chịu thừa nhận mình là Trần Thị Chắc, không chịu ký tên vào biên bản làm việc. Quanh co một lúc, Chắc cũng đành phải ký, nhưng ký dưới một cái tên khác. Tóc chết tại miệng, Chắc đã vô tình để lộ ra sơ hở khiến cho Thị phải cúi đầu nhận tội. Cụ thể, trong quá trình làm việc với các điều tra viên, Chắc đã buột miệng giải thích: "Tôi đã xem báo, thấy truy nã. Tôi lần trước tôi đã bị xử phạt, còn truy nã cái gì nữa?" Chính câu nói này của Chắc đã không đánh mà tự khai. Biết mình lỡ miệng, Chắc đã phải thừa nhận rằng mình chính là Trần Thị Chắc. Biết bản thân bị truy nã nhưng lại không hiểu vì sao. Thậm chí Chắc còn nhất quyết phủ nhận mình chính là tác giả của hàng loạt vụ án gây mê cướp tài sản trong hơn chục năm trời. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trước sự ngoan cố của đối tượng, Chắc không ngờ đến nước đi của ban chuyên án. Lần lượt, các nhân chứng nhanh chóng được đưa đến để tiến hành nhận dạng Thị. Và với sự làm chứng của hàng chục người bị hại ở nhiều địa phương khác nhau, dù cho Chắc có mồm năm miệng 10 đến mấy đi chăng nữa, thì Thị cũng không thể giải thích và phải chấp nhận, cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo lời khai của Trần Thị Chắc và báo cáo, tài liệu, thống kê của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an cho thấy, Trần Thị Chắc bằng thủ đoạn mạo danh, bịa đặt thân phận, vờ đi mua đất, mua ghe, mua tài sản, rồi xin ở nhờ, đã gây án tại 17 tỉnh, thành phố ở phía Nam như là các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, với số nạn nhân lên đến 5 người xấu số thiệt mạng và 76 người hồn siêu phách lạc, mê man bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu và may mắn được cứu sống. Tổng số vụ án cướp tài sản sau khi ra tù trong hơn chục năm mà Chắc thừa nhận là 41 vụ án, khớp với trên thực tế. Còn 18 vụ án khác có dấu hiệu tương tự nhưng Chắc lại không thừa nhận và cơ quan điều tra cũng không đủ tài liệu để chứng minh Chắc là kẻ gây án. Tòa tuyên án. Kết thúc điều tra, Trần Thị Chắc bị truy tố về hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng và cướp tài sản. Cuối tháng 3 năm 1997, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và ban chuyên án quyết định bàn giao đối tượng Trần Thị Chắc cho Công an tỉnh Bình Thuận. Cuối cùng, ngày xét xử Trần Thị Chắc cũng tới. Lần này đã là lần thứ hai đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Chắc tỏ ra khá bình tĩnh, thừa nhận đã cướp tổng cộng 41 vụ, khớp với lời khai với cơ quan điều tra, tuy nhiên lại không nhận tội đã cướp đi sinh mạng của người khác. Tuy nhiên,
Cáo trạng cũng đã nêu rõ, tổng cộng giá trị tài sản mà bị cáo phạm tội mà có là trên 67 triệu đồng, 722 chỉ vàng 24K, 36,6 chỉ vàng 18K và 300 đô la Mỹ tiền mặt, cũng như có đủ cơ sở, tài liệu để chứng minh bị cáo phạm các tội danh bị truy tố. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Trắc tử hình về tội cướp tài sản, tử hình về tội tước đoạt tính mạng người khác. Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo buộc phải thi hành là tử hình. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an thành phố Hồ Chí Minh, Người đưa tin, VN Express cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Tội ác mang tên cyanua đã trở thành nỗi khiếp sợ ám ảnh đối với nhiều người, bởi bất cứ ai bị dính chất độc đều không thoát khỏi lưỡi hái tử thần chỉ trong tích tắc. Việc điều tra những vụ đầu độc sử dụng cyanua để giết người, trả thù mâu thuẫn cá nhân là một thách thức không nhỏ đối với cơ quan điều tra trong việc truy tìm hung thủ giấu mặt. Hãy dành ra ít phút, thật chậm rãi và tập trung cùng với chúng tôi lần lại dòng thời gian của một trong những vụ trọng án kinh hoàng nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Chắc hẳn nhiều người vẫn còn ám ảnh trước vụ án phù thủy cyanua dùng thủ đoạn làm quen, giới thiệu việc làm, tạo tình cảm, uy tín, nhận làm con nuôi. Sau đó, kẻ thủ ác rủ nạn nhân đi ăn uống, dùng chất độc cyanua chế vào thức ăn, nước uống để sát hại nạn nhân. Từ năm 1998, trên địa bàn một số tỉnh khu vực phía Nam liên tiếp xảy ra nhiều vụ giết người không rõ nguyên nhân. Những người bị nạn thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Khi chết không có dấu hiệu bị giết nên rất khó có manh mối. Tuy nhiên, lãnh đạo công an một số tỉnh như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ phải nhanh chóng làm sáng tỏ những cái chết bí ẩn này. Sau khi nghiên cứu sơ bộ các vụ chết đột ngột, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương vào cuộc, xác định được đối tượng nữ có tiền án về lừa đảo nhưng bị nghi là từng giết người bằng phương pháp đầu độc. Tên họ đầy đủ của người đàn bà này là Lê Thanh Vân, sinh năm 1956, ngụ phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như có danh sách tội phạm tàn ác nhất lịch sử tố tụng Việt Nam, thì có lẽ Lê Thành Vân sẽ dễ dàng độc chiếm ngôi vị số 1 và cũng nằm trong số những sát nhân hàng loạt của thế giới. Nhờ gương mặt khả ái, duyên dáng, cách nói chuyện lôi cuốn và những kiến thức về hóa học, Lê Thành Vân đã khiến cho hàng chục người trở thành nạn nhân. Vũ khí mà thị sử dụng là sát thủ vô hình có tên cyanua. Tất cả các nạn nhân đều qua đời sau khi ăn chung với Lê Thành Vân hoặc được Lê Thành Vân chăm sóc. Ngoài việc đầu độc, Lê Thành Vân còn có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Các điều tra viên nhận định là một y sĩ, thị biết sử dụng cyanua là độc chất cực hiếm để giết người mà không để lại dấu vết. Thậm chí cả nạn nhân thoát hiểm cũng không nghĩ mình đã bị đầu độc. Trước khi chết, các nạn nhân đều có những triệu chứng giống nhau: chóng mặt, nhức đầu, cảm giác sợ hãi, co giật, nhịp thở chậm, yếu dần, nhịp tim rời rạc, chân tay lạnh, co cứng và tử vong. Trong mấy năm trời, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an các tỉnh phối hợp điều tra và kết luận hung thủ sử dụng chất độc giết người, cướp tài sản. Có 13 người bị giết, một kỷ lục trọng án mà đến nay chưa lặp lại. Tuy nhiên, kể cả sau khi Lê Thành Vân ra pháp trường, vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn trong các vụ án chưa được giải mã. Các tài liệu trong vụ án cho thấy Lê Thành Vân còn liên quan trực tiếp đến các vụ án khác, gồm 16 người bị đầu độc, trong đó có 3 người chết, 13 người thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời. Quá khứ tội lỗi. Trước khi gieo rắc hàng loạt vụ đầu độc, Lê Thành Vân vốn là đối tượng có bảng thành tích dài về tiền án tiền sự. Tháng 12 năm 1979, bị Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh bắt về hành vi giả danh đại úy quân đội để lừa đảo. Tháng 3 năm 1990, bị Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh bắt về tội giả mạo cấp bậc, chức vụ, giấy chứng nhận, tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, bị phạt 18 tháng tù. Ngày 17 tháng 5 năm 1993, Lê Thành Vân lại bị Tòa án quận 10 thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 4 năm tù với tội lừa đảo.
bản án này có thể đã nặng hơn rất nhiều nếu như có đủ chứng cứ để chứng minh Lê Thành Vân đã đầu độc giết chị Bùi Trung, ngụ tại phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 10 năm 1992, chị Bùi Trung nấu mì gà để ăn cùng gia đình và mấy người bạn, trong đó có Lê Thành Vân là người hàng xóm. Ăn lần thứ nhất, mọi người không bị việc gì, nhưng sau khi chị Bùi Trung cùng với chị Nhung, chị Trinh, anh Huy ăn tăng 2 thì bị đau bụng, phải vào bệnh viện cấp cứu. Riêng Lê Thành Vân không ăn tăng 2 nên không sao. Chị Bùi Trung là người bị nặng nhất nên vẫn phải ở lại bệnh viện. Trong thời gian này, Lê Thành Vân thường xuyên vào viện chăm sóc cho chị Bùi Trung, nhưng vào lúc sức khỏe đã tiến triển khả quan thì chị Bùi Trung đột ngột tử vong. Ngay sau đó, gia đình chị Bùi Trung tố cáo Lê Thành Vân lừa đảo chiếm đoạt tiền và đầu độc giết chết chị Bùi Trung. Kết quả giải phẫu tử thi do Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện cũng xác định chị Bùi Trung chết trong trạng thái choáng nhiễm trùng, nhiễm độc. Nhận thấy tố cáo là có cơ sở, Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp điều tra, nhưng do không đủ chứng cứ nên tòa án chỉ kết án được Lê Thành Vân về tội danh lừa đảo. Những ông chồng xấu số. Các ông chồng của phù thủy Sihanoukville đều chết bất đắc kỳ tử, và trong đó Lê Thành Vân là nghi can số 1 về cái chết đột ngột của hai người chồng quá cố. Ông chồng thứ nhất của Lê Thành Vân là Nguyễn Quang Mễ, sinh năm 1929, cưới Lê Thành Vân được 4 năm thì chết vào ngày 2 tháng 4 năm 1989. Ông Nguyễn Quang Mễ là người khỏe mạnh nhưng đột ngột phải nhập bệnh viện An Bình và mất sau 1 tiếng đồng hồ cấp cứu. Lúc chết, ông Mễ đang là phó giám đốc nhà máy kính Biên Hòa. Sau đó, Lê Thành Vân đã bán căn nhà chung và ôm tiền chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh sống với ông chồng mới, có tên là Lê Văn Minh, sinh năm 1935. Năm 1992, Lê Thành Vân và ông Lê Văn Minh thuê nhà ở cư xá Bắc Hải cùng xây dựng tổ ấm. Ông Minh vốn khỏe mạnh, bỗng đổ bệnh và chết tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương vào ngày 18 tháng 6 năm 1992. Bệnh viện chẩn đoán ông Minh bị suy hô hấp, yếu nửa người. Mối tình máy bay bà già. Cuối năm 1997, anh Đinh Văn Khảm đến thăm người nhà đang điều trị bệnh tại Quân y viện 7A, thành phố Hồ Chí Minh, đã làm quen với một người phụ nữ khá xinh đẹp cũng đang nằm điều trị tại giường bên cạnh. Qua vài câu xã giao, người phụ nữ tự giới thiệu mình là Lê Thành Vân, bác sĩ chuyên khoa về răng, đã đi học ở Đức, biết đến 7 thứ tiếng. Mừng rỡ vì gặp được người tài nên anh Khảm đã mời Lê Thành Vân về làm việc tại tiệm trồng răng Đài Các của gia đình ở huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Lê Thành Vân nhanh chóng quen thân rồi chung sống như vợ chồng với Diều Dĩnh Quang, một thợ trồng răng tại nha khoa Đài Các. Và sau này, chính Diều Dĩnh Quang cũng là đồng phạm với Vân. Do làm ăn khó khăn, bà Võ Thị Lý, tức mẹ của anh Đinh Văn Khảm, có ý định cho chồng hờ của Vân nghỉ việc. Vân lấy rất làm khó chịu, hơn nữa lại thấy bà Lý có tiền nên nảy sinh ý định ra tay sát hại bà Lý. Vào tối ngày 3 tháng 1 năm 1998, khi sếp vắng nhà, Vân đã ra tay giết người bằng cách lém bỏ chất độc cyanure vào ly nước chanh cho bà Lý uống. Khoảng 30 phút sau, bà Lý la đau đầu, khó thở, mắt trợn ngược, chân tay lạnh và co cứng, không nói được lời nào. Để cho phải đạo, Lê Thành Vân và Diều Dĩnh Quang đã đưa bà Lý đi cấp cứu nhưng đến khuya thì bà qua đời. Và ngay sau đó, Vân trở về lục giỏ của bà Lý lấy đi 900.000 đồng đút túi. Lê Thành Vân không chỉ ra tay sát hại bạn bè mà còn sẵn sàng thủ tiêu cả những người thân như mẹ chồng, em rể, mẹ nuôi của Thị. Tháng 6 năm 1998, vợ chồng Vân, Quang cùng mẹ chồng là bà Hín Vân Dính thuê nhà tầng 2 của một căn nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để làm răng. Chung sống cùng nhau không được bao lâu thì Vân lại nảy sinh ý định sát hại mẹ chồng. Đợi lúc cả nhà ăn cơm tối xong, Vân lén bỏ chất độc vào ly trà của bà Dính khiến 3 giờ sau đó bà gục xuống sàn nhà. Diều Dĩnh Quang cùng với anh ruột của mình nhanh chóng đưa mẹ đi cấp cứu. Trong khi đó, Lê Thành Vân ở nhà lục giỏ quần áo của bà Dính lấy được 2,8 triệu đồng. Bà Hiến Vân Dính chết tại bệnh viện Trình Vương với chẩn đoán nghi bị xuất huyết não. Từ đó, Lê Thành Vân cũng dọn về nhà cha mẹ ruột cư ngụ. Không lâu sau đó, do có mâu thuẫn với em rể là Lê Văn Cẩm, Lê Thành Vân lại tiếp tục thực hiện âm mưu độc ác của mình. Cuối tháng 2 năm 1999, Vân điện thoại mời anh Cẩm đến nhà cha mẹ ruột để giới thiệu anh Cẩm xây nhà cho một người quen. Sau khi ăn sáng xong, anh Cẩm nhờ Vân trích dùng thuốc giảm đau vì anh đang bị đau tay.
nắm được cơ hội, Vân đã hòa chung thuốc độc với thuốc giảm đau rồi trích cho anh Cẩm. Vào chiều cùng ngày, anh Cẩm đã chết với những triệu chứng như các nạn nhân của Vân trước đó. Mối tình máy bay bà già Lê Thanh Vân và phi công trẻ Diều Dĩnh Quang còn kéo dài tới tận phiên tòa phúc thẩm. Trên thực tế, Quang không chỉ bị Vân lợi dụng về mặt tình cảm mà còn bị biến thành đồng phạm của Vân trong quá trình gây án. Tội ác nơi cửa Phật. Dù là kẻ sát nhân máu lạnh nhưng Lê Thanh Vân lại mê vào chùa cúng bái, trò chuyện với những nhà tu hành. Trong vụ án giết hại ông Khiêm, kế hoạch giết người cướp xe được Vân dựng lên quá nhẫn tâm và độc ác. Sáng ngày 4 tháng 9 năm 1999, Lê Thanh Vân rủ ông Khiêm đi chùa cúng, chọn ngày tốt để nhờ ông Khiêm khởi công sửa chữa nhà mẹ của Vân. Ông Khiêm không mảy may nghi ngờ, mượn chiếc Dream 2 của một người bạn chở Vân bon bon chạy về hướng chùa Tây Tạng, tọa lạc tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khi hai người vào quán ăn trưa, ông Khiêm lấy chai rượu thuốc mang theo trong người rót ra uống. Lợi dụng lúc ông Khiêm đi vệ sinh, Vân rắc ngay chất độc cyanua vào ly rượu. Ông Khiêm quay ra uống hết ly rượu độc liền kêu mệt. Sau khi ăn uống xong, Lê Thanh Vân kéo ông Khiêm lên chùa Tây Tạng lễ bái. Khi đến cửa Phật, Vân vào trò chuyện với các sư, riêng ông Khiêm trúng độc và nằm chết gục cạnh gốc cây bên lối đường đi trong chùa. Nghe các sư báo tin dữ, Vân liền giả bộ hớt hải chạy ra rồi ngồi bên xác nạn nhân than khóc. Ý định ca bài tẩu mã cùng chiếc xe Dream 2 của Vân lại tan thành mây khói khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành tạm giữ xe máy. Vụ lừa đảo tiệm bán cà phê. Tháng 5 năm 2000, Lê Thanh Vân đến nhà anh Lý Hồng Sơn ở tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu cho thị bán giúp 20 tấn cà phê với giá 15.000 đồng mỗi kg, trong khi giá thị trường chưa đến 10.000 đồng mỗi kg, nhưng anh Sơn không có cà phê. Ngày 19 tháng 5 năm 2000, Lê Thanh Vân đến nhà anh Dưỡng ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nói để thị bán giúp cà phê với giá 13.000 đồng mỗi kg, cao hơn nhiều so với giá thị trường. Và tin lời Vân, anh Dưỡng đã giao 1,2 tấn cà phê và Vân đã ôm tiền bỏ đi mất dạng. Hai cái chết bí ẩn. Vào sáng ngày 28 tháng 6 năm 2000, xe khách mang biển kiểm soát 53L3259 xuất bến AEK, tỉnh Đắk Lắk về thành phố Hồ Chí Minh. Dọc đường, bà chủ xe là Trần Thị Sinh, sinh năm 1950, ngụ xã Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thấy trong người mệt mỏi, đau đầu và bị nôn ói. Khoảng 15 giờ cùng ngày, xe về đến thành phố Hồ Chí Minh, bà Sinh mặt tái nhợt, chân tay lạnh, co rúm, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Xác định bà Sinh bị ngộ độc thức ăn, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho bà nằm lại để điều trị và vào ngày hôm sau, 29 tháng 6 năm 2000, bà dần dần hồi phục. Thế nhưng, vào sáng ngày 1 tháng 7 năm 2000, bà đến bến xe miền Đông để đi viếng tang ông Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1955, ngụ Bình Dương, là tài xế lái thuê xe 53L3259, thì bà Sinh lại gục xuống bàn, hôn mê ngay trước cổng bến xe. Và 9 giờ 15 phút cùng ngày, bà đã qua đời ở bệnh viện. Có điều lạ là trước đó, vào 29 tháng 6 năm 2000, khi tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm bà Sinh, chính ông Đông cũng đột quỵ, hôn mê. Các bác sĩ tập trung cấp cứu nhưng ông đã qua đời. Tài xế Nguyễn Văn Đông đang khỏe mạnh và bệnh viện thăm bệnh nhân bỗng dưng bị ngất rồi tử vong. Bà Sinh ra viện đi đám tang ông Đông cũng ngất xỉu rồi chết. Hai cái chết trùng hợp kỳ lạ tạo nên sự hoài nghi. Đặc biệt, lúc gia đình nạn nhân đang tang ra bối rối thì một phụ nữ là Lê Thanh Vân đưa cho thân nhân bà Sinh một tờ giấy viết tay với nội dung là bà Sinh đã bán cho Vân chiếc ô tô khách hiệu Asia biển kiểm soát 53L3259 với giá 200 triệu đồng vào 5 ngày trước đó. Theo một số người thì Lê Thanh Vân thường đi xe 53L3259, làm quen với bà Sinh, ông Đông và nhận bà Sinh là mẹ nuôi. Song thân nhân của bà Sinh nghi ngờ, cương quyết không chấp nhận bởi lẽ mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Và trước khi bà Sinh chết, họ không hề được bà bàn bạc gì về việc bán chiếc cần câu cơm của gia đình. Do đó, ông Phạm Văn Thanh, chồng của bà Sinh, đã làm đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đề nghị điều tra làm rõ cái chết bất đắc kỳ tử của vợ ông, cũng như tài sản của gia đình là chiếc xe khách 53L3259 lúc này Vân đã quản lý.
rất nhiều điều bí ẩn xung quanh cái chết của bà Sinh và tài xế Đông. Một người lạ bỗng dưng xuất hiện trong đám tang. Vụ giao dịch mua bán xe ô tô khách vốn là cần câu cơm của gia đình. Mẩu giấy viết tay. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ quay trở lại với vụ án của bà chủ xe khách Trần Thị Sinh và tài xế Nguyễn Văn Đông để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Truy tìm manh mối. Qua nắm tình hình, cơ quan cảnh sát điều tra biết được tối ngày 29 tháng 6 năm 2000, khi ông Đông vào bệnh viện thăm bà Sinh thì có Lê Thanh Vân ở đó. Và sáng ngày 28 tháng 6 năm 2000, trước khi đi xe xuất bến tại AEK, tỉnh Đắk Lắk, bà Sinh cùng với phụ xe là Lê Nguyên Đính có ngồi uống nước với Vân. Anh Đính uống cà phê, còn bà Sinh và Vân uống nước chanh muối. Đồng thời, bà Sinh cũng đã ngất khi cùng Vân ăn hủ tiếu tại bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Liệu Lê Thành Vân có đánh thuốc mê quá liều đối với các nạn nhân như phù thủy gây mê Trần Thị Chắc trước đó ở Bình Thuận hay không? Để làm sáng tỏ, ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 7 năm 2000, cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi lần thứ 2, gửi mẫu đến phân viện kiểm nghiệm của Bộ Y tế giám định. Tuy nhiên, việc giám định thường kéo dài, trong lúc đó đối tượng nghi vấn có thể đã biến mất bất cứ lúc nào và biết đâu lại gây thêm án mới. Muốn cho đối tượng không trốn được chỉ có cách là phải bắt giữ. Song dựa vào cơ sở nào để bắt giữ Lê Thanh Vân mà không vi phạm pháp luật? Tình huống xử lý khó làm đau đầu ban chuyên án. Họ nghiên cứu hồ sơ, đặt lên bàn mọi giả thuyết bắt hay không bắt Lê Thanh Vân. Với suy nghĩ không để lọt kẻ gian nhưng không làm oan người vô tội, các anh còn đề ra phương án: không bắt không được thì phải cương quyết bắt, bắt cũng được, không bắt cũng được thì cương quyết không bắt. Chỉ bằng ấy chữ nhưng chẳng hề đơn giản chút nào, phải dựa vào những yếu tố khách quan, trong đó dấu hiệu của tội phạm là yếu tố hàng đầu. Bùa lưới bắt phù thủy. Từ những thông tin thu thập được, nhận thấy có khả năng đối tượng đang tiếp tục thực hiện hoạt động lừa đảo. Ngày 7 tháng 7 năm 2000, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã mời Lê Thanh Vân đến làm việc. Thị khẳng định đã mua xe khách 53L3259 của bà Sinh với giá 200 triệu đồng và trình bày về nguồn gốc số tiền mua xe. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy Thị hoàn toàn không có khả năng tài chính để mua ô tô và tờ giấy bán xe của bà Sinh được chuyển đến phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh giám định và được xác định là giấy gian. Các tình tiết trùng hợp cộng với kết quả giám định cho thấy khả năng Lê Thanh Vân có ý đồ chiếm đoạt chiếc xe mang biển kiểm soát 53L3259, rất có thể Thị đầu độc nạn nhân. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở đủ mạnh để chứng minh Lê Thanh Vân giết người nên cơ quan điều tra đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi việc khám xét chưa hoàn tất, Thị bỗng nằng nặc đòi cho đi vệ sinh. Không thể từ chối, Trung tá Phạm Minh Thành, Phó Thủ trưởng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chỉ huy việc bắt, khám xét đành phải gật đầu nhưng dặn trinh sát phải giám sát để phòng ngừa Thị tiêu hủy vật chứng hoặc làm điều gì đó bất lợi. Sự cẩn thận đó không thừa, qua khám xét, trinh sát phát hiện trong túi của Vân có một đôi bông tai vàng 18K của bà Sinh và một số hóa chất thuốc Tây. Nghi ngờ loại hóa chất này có thể được dùng để đầu độc ông Đông và bà Sinh, ngay sau đó cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Vân về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng phòng kỹ thuật hình sự, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiến hành thực nghiệm, pha 1,15g chất bột nghi vấn là độc chất thu được của Lê Thanh Vân với nước cất, lấy 3ml bơm vào miệng của một con chó. Khoảng 30 giây sau, con chó có triệu chứng ngộ độc và 7 phút sau thì nó ngừng thở, ngừng tim. Kết quả trực quan này cho thấy số hóa chất thu được của Lê Thanh Vân là loại hóa chất cực độc. Nhưng để đưa kết quả đó vào hồ sơ vụ án như một chứng cứ đấu tranh với bị can thì phải có kết luận giám định của cơ quan chuyên môn. Trong đó, nêu rõ con chó chết vì ngộ độc hóa chất. Do vậy, xác của con chó phải được giải phẫu và Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương quyết định trưng cầu phân viện kiểm nghiệm của Bộ Y tế giám định tìm chất độc. Trong khi vụ việc điều tra ông Đông và Sinh mới khởi đầu, chưa có kết quả thì cơ quan điều tra ghi nhận thêm một cái chết tương tự khác có dính đến Lê Thanh Vân xảy ra trước đó. Ngày 6 tháng 4 năm 2000, anh Nguyễn Thanh Sơn, ngụ xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, cùng vợ chồng người em trai là Nguyễn Thanh Tuấn và vợ chồng người chị lên huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để khai thác cây rừng. Trời tối nên họ ngủ trọ tại nhà của ông Sang ở ấp Sơn Lập, xã Thọ Sơn.
Sáng hôm sau, anh Sơn quay về huyện Phú Giáo đón thêm người. Khi trở lên huyện Bú Đăng vào buổi chiều, Sơn dẫn theo một người phụ nữ, giới thiệu tên là Ly Lai Lan. Sơn cho biết, lúc ra đến chợ Bù Na, huyện Bù Đăng, anh gặp Lan, hai bên làm quen và anh rủ đi làm rừng chung. Lan đồng ý, hai người cùng về Phú Giáo ăn cơm rồi đón xe quay lại xã Thọ Sơn. Ở lại đây được một đêm, vào sáng hôm sau, Lan nói phải về thành phố Hồ Chí Minh để làm giấy bãi nãi cho một người đã gây tai nạn giao thông với thị, chẳng rõ có thật hay không. Vào trong rừng, nhóm của Sơn làm tròi ngủ qua đêm. Vào sáng ngày 9 tháng 4 năm 2000, thấy ít cây lồ ô quá, họ đi ngược trở ra. Cách nhà ông Sang khoảng 2 cây số, họ gặp Lan đi nhờ xe tải vào, mang theo một giỏ đồ và một bịch ni lông đựng mì gói, bún gói. Cùng nhau vào nghỉ ở quán bên đường, Lan để bịch mì bún lên bàn và nói ai ăn thì tự nấu. Bản thân thị cầm một gói bún đi nấu cho anh Sơn ăn. Ăn xong, mọi người lại đi nhờ xe tải trở ra nhà ông Sang. Trên dọc đường đi, anh Sơn bị ói mửa và kêu chóng mặt, nhức đầu. Vào nhà ông Sang nghỉ đến sáng ngày 10 tháng 4 năm 2000, Sơn nói trong người không được khỏe nên mấy chị em đi trước, còn anh và Lan ở lại, hẹn sẽ theo sau. Trong các ngày từ 11 đến 13 tháng 4 năm 2000, anh Sơn bị sốt rét. Vân đã đưa anh đến phòng mạch tư của chị Hoàng Thị Mỹ Dung, tự xưng là vợ của Sơn, và đề nghị khám. Khi chị Dung truyền thuốc xong, Vân cho anh Sơn ăn cháo. Bỗng nhiên, bệnh tình của anh Sơn chuyển sang nguy kịch. Anh Sơn được đi viện cấp cứu và chết tại đó. Việc khám nghiệm tử thi cũng không tìm thấy chất độc. Đến ngày 14 tháng 4 năm 2000, Nguyễn Thanh Tuấn nhận được tin anh Sơn đã chết. Anh liền quay lại xã Thọ Sơn gặp Lan, rồi cùng với Phú Giáo để lo đám tang cho anh mình. Về phía Vân, sau khi xảy ra sự việc, đã lấy danh nghĩa là vợ nạn nhân đến phòng mạch đòi bồi thường 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi biết công an đang điều tra vụ việc thì cô ta chuồn êm. Quá trình điều tra do công an tỉnh Bình Dương tiến hành gặp phải nhiều khó khăn do không xác định được chứng cứ trực tiếp về việc Lê Thanh Vân liên quan đến các cái chết bí hiểm. Nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm giết người cướp tài sản, ngày 30 tháng 10 năm 2000, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương ra quyết định thay đổi quy định khởi tố từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội danh giết người cướp tài sản. Ngập một nỗi là viện kiểm sát chỉ gia hạn thời hạn điều tra vụ án, không gia hạn tạm giam bị can do không thấy có căn cứ chứng minh Lê Thanh Vân có hành vi giết người, cướp tài sản nên không thể gia hạn. Các cán bộ điều tra buộc phải chấp nhận quyết định này của viện kiểm sát vì ngay kết luận giám định của phân viện kiểm nghiệm của Bộ Y tế cũng không ủng hộ họ. Kết luận giám định của phân viện khoa học hình sự khẳng định số hóa chất thu giữ của Lê Thanh Vân là cực độc, chỉ cần 0,15 đến 0,20 gram là đủ giết chết một người lớn. Nhưng phân viện kiểm nghiệm Bộ Y tế trả lời không tìm thấy chất độc trong mẫu phủ tạng của ông Đông và bà Sinh. Không nản lòng, vào chiều ngày 27 tháng 12 năm 2000, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương lại cùng với các cơ quan chuyên môn khác lấy một phần hóa chất thu được của Lê Thanh Vân hòa vào nước, bơm vào miệng của hai con chó và cả hai con đều chết. Một con chó được giải phẫu ngay lập tức để lấy phủ tạng, con thứ hai tẩm liệm cẩn thận như đối với người chết, để đến ngày 29 tháng 12 năm 2000 mới giải phẫu cho giống với trường hợp của bà Sinh, ông Đông, rồi gửi mẫu trưng cầu phân viện kiểm nghiệm của Bộ Y tế giám định. Dù tin tưởng chính Lê Thanh Vân đã đầu độc giết chết bà Sinh, ông Đông và anh Sơn, nhưng cơ quan điều tra vẫn phải thay đổi biện pháp ngăn chặn, trả tự do, cho Vân được tại ngoại từ ngày 15 tháng 1 năm 2001. Ngày 9 tháng 3 năm 2001, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định phân công Đại úy điều tra viên Nguyễn Xuân Hậu trực tiếp điều tra vụ án Lê Thanh Vân giết người cướp tài sản mà không có bị can trong tay. Được tại ngoại, theo lẽ khi cơ quan điều tra triệu tập thì Vân phải đến làm việc, nhưng thị chẳng thèm tuân thủ nguyên tắc này, nhiều lần phớt lờ chặn gọi. Không thể để cho Lê Thanh Vân coi thường pháp luật, tiếp tục nhởn nhơ ngoài xã hội, ban chuyên án thấy rằng cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn nhằm phòng ngừa thị gây án mới. Rắc rối là ở chỗ, trong bối cảnh lúc ấy, việc bắt giam Vân trở lại theo tội danh giết người cướp tài sản là không ổn, và viện kiểm sát cũng đã từ chối không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Vân về tội lừa đảo. Bàn đi tính lại mãi, ngày 17 tháng 7 năm 2001, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất độc theo điều 238 Bộ luật hình sự, nhập vào vụ án giết người cướp tài sản thành vụ án giết người cướp tài sản tàng trữ trái phép chất độc
và ngày 14 tháng 8 năm 2001 bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thành Vân về tội tàng trữ trái phép chất độc và ra lệnh bắt tạm giam. Nhưng gần 2 tháng sau, lệnh này mới được Viện Kiểm sát phê chuẩn, tức là vào ngày 9 tháng 10 năm 2001. Trong khoảng thời gian từ khi được tại ngoại đến khi lệnh bắt tạm giam được phê chuẩn, Lê Thành Vân đã có liên quan tới các vụ án khác. Trong khoảng thời gian từ khi được tại ngoại đến khi bị bắt giữ, Lê Thành Vân đã liên tiếp dính vào nhiều vụ án khác nhau. Chiều ngày 1 tháng 3 năm 2001, Lê Thành Vân và một người bạn mới là ông Nguyễn Trung Du, ngụ tại phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào quán cà phê quận 1 uống nước. Khoảng 15 phút sau đó, ông Du kêu đau đầu, đau ngực rồi gục xuống. Ông Du được đưa vào bệnh viện Gia Định cấp cứu và chết ngay trong đêm. Sau đó, Lê Thành Vân đã tự ý làm thủ tục xác nhận và mai táng cho ông Du. Đến khi con trai ông là Nguyễn Trung Nguyên biết tin thì thi hài ông Du đã bị hỏa táng. Sau khi ông Du chết, Vân đã đem chiếc xe bonus của ông đi cầm đồ, đồng thời gian dối kê chi phí mai táng từ 5,2 triệu đồng lên 12,5 triệu đồng để đòi anh Nguyên thanh toán. Việc này công an Bình Thạnh đã thụ lý nhưng thấy không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không khởi tố. Trong thời gian quen với ông Du, Lê Thành Vân được giới thiệu làm quen với vợ chồng ông Lâm Thiên Trường, trú ở thị trấn Trảng Bom, Thống Nhất, Đồng Nai. Cả hai người này sau một thời gian quen biết đi lại với Vân đều đổ bệnh, chết bất ngờ. Và cái chết đều liên quan đến những mất mát tài sản một cách khó hiểu. Vào tháng 6 năm 2001, một người hành nghề xe ôm có quen biết tiếp tục trở thành nạn nhân của Lê Thành Vân. Người này có tên là Trần Văn Khôi, ngụ ở tỉnh Bình Dương, hành nghề xe ôm. Trong vụ án này, Lê Thành Vân là kẻ chủ mưu dùng thuốc độc để giết anh Khôi và Diêu Dãnh Quang là đồng phạm giúp sức và cướp chiếc xe Dream trị giá trên 12 triệu đồng. Tiếp tục với cái tên Lâm Anh Đào, trộm của con gái bà Đào Thị Có ở tỉnh Đồng Nai, Vân cùng với chồng hờ là Diêu Dãnh Quang đến ấp 3 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thuê nhà mở tiệm trồng răng và quen biết với chị Thanh. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 8 năm 2001, Thanh đến tiệm làm răng xong thì ở lại nói chuyện. Lê Thành Vân lúc này đã nảy sinh ý định giết chị Thanh, sau đó hợp thức các giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Thực hiện ý đồ độc ác này, Thị mua cà phê mời chị Thanh uống, lợi dụng lúc chị Thanh không để ý, Thị đã cho chất độc vào. Khi chị Thanh đã bị ngấm thuốc độc, có biểu hiện đau đầu, ói mửa, Vân đã lấy xe máy chở chị đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, khai là chị em bạn gì với bệnh nhân. Ngay tại bệnh viện, khi chị Thanh đang được cấp cứu, Thị đã tranh thủ lấy của chị một đồng hồ đeo tay và 47.000 đồng. Khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, thấy chị Thanh hấp hối, Vân đã chuồn khỏi bệnh viện và khoảng 30 phút sau đó nạn nhân qua đời. Do Lê Thành Vân khai địa chỉ ma khi đưa chị Thanh đến bệnh viện, không tìm được thân nhân nên sau khi khám nghiệm tử thi, công an tỉnh Bình Phước cho mai táng nạn nhân tại Nghĩa Trang Tân Hưng, huyện Đồng Phú. Biết được tin này, Vân tung tin chị Thanh bị đánh ghen nên phải bỏ xứ lên Đắk Lắk sinh sống, đồng thời giả mạo chữ viết, chữ ký của chị Thanh. Viết một giấy có nội dung là chị Thanh đã bán sạp quần áo giày dép tại chợ ngã ba Sao Bọc thuộc xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng cho Lâm Anh Đào với giá 8,5 triệu đồng và một giấy có nội dung chị Thanh đã bán miếng đất 450 m2 ở ấp 3 xã Nghĩa Trung cho Đào với giá 40 triệu đồng, đã nhận trước của Đào 13 triệu đồng. Đồng thời, Vân còn làm giúp người quá cố một lá thư gửi cho con trai chị Thanh tên là Lý Cống Vành. Nội dung bức thư: má gửi Vành, má nhờ con xuống cô Liên lấy 15 triệu đồng tiền mà cô Liên mua đất còn thiếu, đem về trả cho chú Thiếm Quang, tức Lê Thành Vân với cái tên Lâm Anh Đào và Diều Dạnh Quang. Vân đã đem lá thư tự biên này đến nhờ chị Nguyệt ở cùng ấp. Bà Thanh bị đánh ghen bỏ đi Đắk Lắk không về nữa. Nguyệt đem thư này cho thằng Vành và khuyên nó đi nơi khác vì bà Thanh đã bán nhà cho tôi rồi. Do người nhà chị Thanh kiên quyết phản đối nên Vân chỉ chiếm được sạp quần áo, giày dép trị giá khoảng 8,5 triệu đồng. Để chiếm được nốt số tài sản còn lại của gia đình chị Thanh là miếng đất 450 m2, Lê Thành Vân đã viết đơn kiện nhưng Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trung chưa kịp giải quyết thì Thị bất ngờ bị bắt giam trở lại sau một thời gian được tại ngoại. Bên cạnh đó, Vân còn ra tay đối với bà Đào Thị Có ở Cô Giang, quận 1 quen biết với Vân. Vân đưa cho bà 5 cây vàng nhờ lo chạy giấy chứng nhận hành nghề nha khoa nhưng bà không làm được.
Vân đã giết bà có và chiếm đoạt chiếc máy chám răng mà bà đã ký nhận mua tại một cửa hàng trong chợ Nhật Tảo. Đấu trí với cao thủ giết người. Ngày 15 tháng 10 năm 2001, Lê Thanh Vân bị bắt tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đến thời điểm này, cùng với vụ ông Nguyễn Văn Đông, bà Trần Thị Sinh, anh Nguyễn Thanh Sơn, vụ chị Bùi Trung, cơ quan điều tra còn ghi nhận thêm những vụ chết người khác có liên quan trực tiếp đến Lê Thanh Vân. Đó là vụ ông Nguyễn Trung Du ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bà Đào Thị Có, tức nghệ sĩ Kim Cúc, trú ở phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại thị trấn Trảng Bom, huyện Thống Nhất, nay là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thời gian thấm thoát, Vân đã trở lại trại, xét hỏi thuận lợi hơn nhưng do Thị không khai nhận nên cả mấy tháng sau việc điều tra vụ án vẫn không có tiến triển và những cái chết bí hiểm vẫn chưa được làm sáng tỏ. Điều đó khiến cho ban giám đốc công an tỉnh Bình Dương như ngồi trên đống lửa. Ngày 16 tháng 5 năm 2002, báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đăng bài 6 cái chết và người đàn bà bí hiểm viết về vụ án Lê Thanh Vân. Nêu cái chết của các nạn nhân mà việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Ngay sau đó, cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhận thêm nhiều thông tin về những cái chết bất đắc kỳ tử ở các nơi có liên quan đến Lê Thanh Vân, trong đó có đơn của chị Vũ Thị Nga ở đường Cách Mạng tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Gia đình tôi đọc báo Công an thành phố Hồ Chí Minh thấy đăng tin Lê Thanh Vân liên quan đến nhiều cái chết đã bị Công an tỉnh Bình Dương bắt. Tôi cũng có chồng là Trần Văn Khôi chạy xe ôm đi từ ngày 9 tháng 6 năm 2001 đến nay không thấy về. Mong cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ sự việc. Ngoài ra, còn có những cái chết bí hiểm khác dính tên Lê Thanh Vân, như là cái chết của anh Lê Văn Cẩm, sinh năm 1963, ngụ phường 1, quận 8. Ông Võ Hữu Khiêm ở phường 2, quận Tân Bình. Chị Hồ Thị Mộng Đào, ngụ phường 1, quận 11. Thông tin liên quan nhiều nhưng Lê Thanh Vân vẫn chờ như đá. Thời gian cho phép tiến hành điều tra thì không phải là vô hạn. Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã đề nghị cho chuyển vụ án lên Bộ Công an vì là án phức tạp xảy ra trong thời gian dài và liên quan đến nhiều địa phương. Tiếp nhận vụ án, đầu tháng 7 năm 2002, Thượng tá Nguyễn Thế Bình, Phó Thủ trưởng Cảnh sát điều tra Bộ Công an ký quyết định phân công các điều tra viên Đặng Văn Chính, Nguyễn Đình Bằng, Nguyễn Thanh Bình, Đinh Gia Thế tiến hành điều tra, đồng thời trưng dụng điều tra viên Nguyễn Xuân Hậu thuộc cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương và các điều tra viên của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đồng Nai cùng tham gia. Yêu cầu được đặt ra là cùng với việc điều tra Lê Thanh Vân cần làm rõ vai trò mức độ tham gia của chồng Hờ Vân là Diêu Dãnh Quang, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại khu 8, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, ở tại xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ngày 14 tháng 8 năm 2002, căn cứ theo những tài liệu đã thu thập được, đặc biệt là trong vụ việc chị Vi Thị Thanh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Quang. 4 ngày sau đó, Quang bị khởi tố với hành vi che giấu tội phạm. Ngày 7 tháng 1 năm 2003, cảnh sát điều tra Bộ Công an sơ kết điều tra vụ án, đưa ra mọi chi tiết để xem xét, đánh giá, xác định có đủ cơ sở khẳng định Lê Thanh Vân liên quan trực tiếp đến cái chết của Bùi Trung, Lê Văn Cẩm, Hồ Thị Mộng Đào, Võ Hữu Khiêm, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Đông, Trần Thị Sinh, Đào Thị Có, Vi Thị Thanh, Trần Văn Khôi. Vấn đề khó khăn ở chỗ vẫn chưa tìm thấy xác của anh Khôi và có quá ít nhân chứng, trong khi chất độc thì dễ mất, không thu được trong phủ tạng của nạn nhân, mà Lê Thanh Vân thì lại quá lì lợm, thậm chí là giả vờ bệnh để nhân viên điều tra không thể làm việc. Cú đánh quyết định. Để Lê Thanh Vân không quên, không bị phân tâm, các nhân viên điều tra quyết định trước mắt chỉ làm việc với Thị xoay quanh vụ việc chị Vi Thị Thanh. Tuy nhiên, phải hơn một tháng sau kể từ ngày được di lý đến nơi ở mới, Vân mới bị khuất phục, khai nhận vụ đầu tiên chính là vụ đầu độc giết chị Thanh. Khai xong vụ chị Thanh, Vân khai nhận thêm các vụ giết bà Sinh, ông Đông, bà Có, ông Du, anh Khôi. Ngày 25 tháng 4 năm 2003, Thị viết bản tự thú, nhận tội giết người nhưng lại đổ lỗi cho các nạn nhân. Tất cả họ có phương hại đến tôi thì coi như tôi bị stress. Ít ngày sau, Vân viết một bản thú tội khác, một lần nữa xác nhận đã giết các nạn nhân nhưng lại nêu lý do gây án là do hoàn cảnh khó khăn. Sự tin dùng chất độc của phát xít Đức.
Lê Thanh Vân khai nhận biết đến cyanua qua một khóa học nha sĩ và bắt đầu sử dụng từ năm 1997. Tuy nhiên, sự thật ra sao thì chỉ có Lê Thanh Vân mới là người biết rõ nhất. Điều đáng nói là tại sao Lê Thanh Vân sử dụng liên tục trong vòng 4 năm, giết 13 mạng người mà cơ quan điều tra vẫn không tìm thấy được chất độc trong tử thi các nạn nhân. Cyanua được xếp vào danh mục hóa chất rất độc hại, làm tê liệt hô hấp tế bào. Chỉ cần một lượng cực nhỏ ở mức 0,15 đến 0,2 gram là gây tử vong cho người lớn. Ngộ độc cấp ở loại chất này xảy ra rất mau chóng khiến cho trung tâm hành tủy bị tê liệt. Nạn nhân kêu lên một tiếng và ngã ra bất tỉnh, cứng gáy, thở ngắt quãng rồi ngừng thở, ngừng tim. Vì cyanua lợi hại như vậy nên được phát xít Đức sử dụng dưới cái tên Jikian để thảm sát tù nhân trong Thế chiến thứ hai. Một đặc tính của cyanua là sau khi tiêu diệt sự sống liền biến mất. Cơ quan điều tra nhiều lần tiến hành thực nghiệm chất độc trên động vật bốn chân với liều lượng độc tố từ nhẹ đến nặng nhưng kết quả vẫn không tìm thấy cyanua. Nguyên nhân là do các chất đường và aldehyde phá hủy cyanua nên liều lượng nếu như tìm thấy nhỏ hơn rất nhiều so với thực tế. Và vì thế, các nạn nhân của Vân dù được khám nghiệm tử thi nhưng cán bộ pháp y đều không tìm thấy chất độc này. Sự hung bạo của Lê Thành Vân cộng thêm sự lợi hại của cyanua đã khiến tính chất quy mô của vụ án trở nên phức tạp, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Tòa tuyên án. Ngày 1 tháng 9 năm 2004, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa Lê Thanh Vân ra xét xử, tuyên phạt Lê Thanh Vân, 48 tuổi, ngụ quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, mức án tử hình. Dư Dãnh Quang, 31 tuổi, ngụ Tân Phú, Đồng Nai, mức 21 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định, mặc dù trước phiên tòa Lê Thanh Vân luôn chối tội và cho rằng những lời khai tại cơ quan điều tra là bị bức cung, nhưng từ những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để kết luận. Từ tháng 1 năm 1998 đến tháng 8 năm 2001, Lê Thanh Vân đã dùng chất độc cyanua để đầu độc giết chết 13 người, chiếm đoạt gần 242 triệu đồng, một đài cassette, một điện thoại di động. Đối với bị cáo Dư Dãnh Quang phạm tội với vai trò đồng phạm giúp Lê Thanh Vân trong vụ án giết anh Trần Văn Khôi để chiếm đoạt một xe gắn máy nên mức hình phạt 21 năm tù cũng đủ để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Đến ngày 2 tháng 2 năm 2005, Tòa án Phúc thẩm Tòa Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh y án sơ thẩm. Lê Thanh Vân đã làm đơn gửi Chủ tịch nước nhưng với tội trạng quá tay đình của mình. Ngày 4 tháng 10 năm 2005, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 1159 bác đơn xin ân giảm án tử hình đối với Lê Thanh Vân. Pháp luật nghiêm minh, công bằng. Lê Thanh Vân đã phải đền tội và mang theo cả những bí ẩn của vụ án mà chỉ có bị cáo mới biết sang thế giới bên kia. Ngày phán xét. Giữa sự tĩnh lặng nơi trại giam, tiếng chìa khóa buồng biệt giam va vào nhau lách cách lúc về sáng là nỗi ám ảnh của các tử tù, báo hiệu thời khắc cuối cùng của một cuộc đời sắp điểm. Khi bị dẫn giải ra khỏi phòng giam, Lê Thanh Vân chửi bới, vùng vẫy chống trả, sau đó bật khóc nghe quyết định bác đơn ân xá của Chủ tịch nước với vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Các thành viên hội đồng thi hành án và các cán bộ trại giam đã chuẩn bị cho Lê Thanh Vân bữa cơm cuối cùng, nhưng tử tù này không sao nuốt nổi và vẫn tỏ thái độ bất hợp tác. Ông Dũng, cán bộ thi hành án kể lại: thấy thái độ của Lê Thanh Vân, tôi hiểu được tâm lý của tử tội nên nhẹ nhàng khuyên nhủ: cô Vân à, cô nên hiểu anh em chúng tôi cũng rất buồn khi phải lấy đi một sinh mạng con người. Đây là một định mệnh không thể thay đổi được. Cô nên hợp tác với chúng tôi. Nếu có nguyện vọng cuối đời gì cứ chia sẻ với tôi sẽ giúp trong khả năng có thể. Nghe ông Dũng nói vậy, Lê Thanh Vân lặng im suy nghĩ. Một lúc sau, tử tù này ngước lên nhìn ông Dũng với đôi mắt ngấn nước mà nói: tôi mong cán bộ trước khi bắn hãy mở bằng bịt mắt để tôi có thể nhìn thấy người thân và quang cảnh bên ngoài một lần cuối. Nếu có được đặc ân này, tôi sẽ yên tâm mà nhắm mắt. Dù gây ra tội ác kinh hoàng nhưng đề nghị của Lê Thanh Vân khiến cho ông Dũng thật bất ngờ. Ông Dũng đáp: tôi sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cô, tôi hứa đấy. Lúc này nhìn vào mắt của tử tù Lê Thanh Vân, ông Dũng hiểu rằng cô ta mới thực sự cảm nhận được giá trị của sự sống và sự ăn năn sám hối, dù rằng tất cả đều đã muộn màng.
khoảng 5 giờ sáng, chiếc xe buýt chở Lê Thanh Vân tiến thẳng ra pháp trường. Lúc này, Vân đã hoàn toàn bình tĩnh đón nhận thời khắc định mệnh. Ông Dũng đã thực hiện đúng lời hứa với tử tù trước khi loạt đạn khổ khốc vang lên. Việc thi hành án kết thúc, ông Dũng ra về khi trời đã hừng sáng, phía chân trời ửng đỏ một màu hồng. Có lẽ đó là một bình minh thật đẹp đối với Lê Thanh Vân, bởi tử tù sẽ không còn một cơ hội nào khác để ngắm nhìn ánh sáng mặt trời thêm một lần nào nữa. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những uẩn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.